Ở bên Mỹ về được 4 tuần rồi. Thì còn một tuần nay á, là do mời đi ăn dữ quá, thành ra ăn cái gì nó cũng không có tiêu hết á. Ăn xong rồi nó cứ sình cái bụng lên, tối ngủ nó cứ đau, mà nó bị trúng gió giống như nó bị nhức mỏi. Nhưng mà cái chính á, là muốn về đây là chữa cái chân, nó bị tê lòng bàn chân, lạnh cái chân, cho nên có đi lên ngay chỗ trên thầy Dư Con Châu thì xin thầy là chữa cái lòng bàn chân. Thì thầy nói cô Yến đó là thôi đưa trước hai cái cục đá về đi, rồi ngày mai hãy tới chữa chân. Thì tối về là có ngâm hai cái cục đá đó vô trong lòng, xong rồi đắp nó lên theo đúng như hướng dẫn. Thì đúng là cái cảm giác cái nó giống y như là sau cỡ chừng khoảng nửa tiếng thì bắt đầu cái ruột nó nóng lên, nó sôi cái ruột lên. Thế là mình bị giống như là cái dạng mà ngộ độc tiêu chảy, đi ra đi đi tiêu chảy ở ngoài và luôn là đi ói luôn. Sau đó vô nằm đắp tiếp, thì khi mà mình đi ra mình đi á, thì mình đưa cái cục đá ra qua trong xã của mình, nó thành đắp giùm đi. Thế là anh cũng đắp luôn, mà anh cũng mấy ngày nay là anh ăn cái bụng anh cũng không có tiêu, cứ phải uống thuốc tiêu hạ hoài à, uống cái cục mà đen đen á, carbonate. Xong rồi cái ra cái vô cái mình đắp tiếp, thì nguyên cái đêm đó là mình cũng đi 2 lần. Nhưng mà cái cảm giác ngày hôm nay đúng là giống như cơ thể mình đã được giải độc vậy đó. Ngày hôm nay ăn nó không có cái cảm giác, với là khi mà đau mấy ngày nay nó giống như nó bị tích hơi ở ngay chỗ này, cho nên nó đau một cái điểm ngay chỗ này. Nhưng mà đắp đá sau thử một ngày, sau khi mà giải độc xong rồi thì có bụng nó không có còn đau tích cái điểm ngay chỗ này. Mà hồi sáng giờ ông xã mình không nói, mình để ý là anh Minh anh nói là em hình như đắp đá nó đúng á, anh cũng cảm thấy như cái bụng của anh nó không có còn đau nữa. Mà thành ra ngày hôm nay mình lên mình mua thêm một cái cặp đá để về bên đó mình xài. Hỏi người này là rõ nhất này, người này là đi theo anh rồi. Cũng đắp ké bà xã nó chừng khoảng chừng 20 phút thôi. Nhưng mà cái cảm giác tối ngủ thì ngủ thẳng giấc tới sáng luôn. Rồi ngày hôm sau không còn cảm giác bị đầy hơi nghe bụng nữa, mà sáng ăn bình thường. Mà xong mà trước đó là uống thuốc rồi cũng đủ cách, rồi cạo gió này kia nhưng cũng không 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 khỏi. Tại vì là tiếp tục nhậu tiếp được rồi ha. Tại vì đi về cái xong cái mời người này mời ăn, ăn xong chưa tiêu cái rồi tới cứ ăn tiếp rồi chưa tiêu, cái bụng lúc nào nó cũng lên bình đó. Nhưng mà đúng là ngày hôm nay cái bụng nó giống như nó được giải độc vậy đó. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.